Thủ tướng cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng. Cùng dự triển lãm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Triển lãm có hai phân khu, gồm khu triển lãm trưng bày và thông tin về thành tựu xây dựng nông thôn mới, là các sa bàn mô phỏng khu dân cư kiểu mẫu, biểu đồ về các kết quả ấn tượng hành trình nông thôn mới đã đạt được trong thời gian qua, các ấn phẩm truyền thông về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp liên quan đến thực hiện chương trình nông thôn mới, các mô hình, hình ảnh về kết quả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các tỉnh, thành phố từ năm 2010 đến nay. Triển lãm còn có phân khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong chương trình mỗi xã một sản phẩm, OCOP của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng. Chị Trần Thị Hảo, Tổ chuyên trách OCOP, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Kon Tum cho biết, địa phương đem đến triển lãm nhiều sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng của mình, trong đó có sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm, cà phê. Đây là dịp rất tốt để xúc tiến, đưa thương hiệu những sản phẩm đặc trưng riêng của Kon Tum đến với cả nước, sau đó có thể ra thế giới, chị Hảo nói. Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Hằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng thì giới thiệu tại triển lãm mô hình nuôi cá sông trong ao. Đây là một mô hình đã được nhân rộng và mang lại hiệu quả tích cực đối với người nuôi thủy sản ở nhiều địa phương của Hải Phòng. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, đến nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, vượt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn một năm so với yêu cầu kế hoạch. Đây chính là cơ sở quan trọng để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Nam Định, một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trước đó, cách đây ít hôm, dự hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tổng kết xây dựng nông thôn mới không phải để dừng lại mà là để tiếp tục thực hiện chương trình tốt hơn trong thời gian tới. Theo thống kê, đến nay, cả nước có 4.665 xã, chiếm 52,4% tổng số xã, đạt chuẩn nông thôn mới, 109 đơn vị cấp huyện, chiếm 16,5% số huyện, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tối nay, tại Nam Định sẽ diễn ra lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này. Đức Tuân.